sau nhiều lần trì hoãn thì Ngân hàng Nhà nước đã chính thức cho phép các ngân hàng thương mại thu phí giao dịch thẻ ATM từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Xung quanh vấn đề này có khá nhiều ý kiến khác nhau, bày tỏ sự băn khoăn về tính hợp lý của mức thu các loại phí ATM, hay liệu rằng thu phí có đồng nghĩa với chất lượng dịch vụ ATM sẽ được nâng lên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Dù chỉ muốn rút 2 triệu đồng để đóng học cho con và chi tiêu, xong phải loay hoay mất tới vài lần thao tác cho 2 lần rút, người phụ nữ này mới có đủ số tiền dự kiến. Những phiền toái với giao dịch ATM như cố định hạn mức cho mỗi lần rút, máy bị sự cố phải bảo trì, máy hết tiền hoặc đơn giản là mất điện. Những lý do khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi bực dọc với hình thức giao dịch được coi là hiện đại này. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 3 tới đây, kể cả những giao dịch nội mạng, xem sao kê hay rút tiền từ chính tài khoản của mình, khách hàng cũng sẽ phải chịu các khoản phí cho mỗi lần giao dịch. Và đã có khá nhiều ý kiến băn khoăn khác nhau. Hạn mức bây giờ mình rút tiền ấy, nó không được cao, ấy, nó không được nhiều. Ấy. Thì nếu như mà muốn rút một cái số tiền lớn thì có nghĩa là mình sẽ phải rút nhiều lần. Thì như vậy thì nó với cái mức phí mà nó không hợp lý thì có thể là nó sẽ gây cho mình cái chi phí cho cái việc rút tiền nó hơi lớn, thì nhiều khi nó sẽ thấy nó không thích hợp, nó không thỏa đáng. Mỗi tháng thì ví dụ như mẹ gửi cho 2 triệu nhưng mà nếu mà bọn em rút một lúc thì em sẽ tiêu nhiều mất. Em sẽ chia ra từng khoảng 4 đến 5 lần rút, thì mỗi lần rút nhỏ nhỏ như thế mà mức phí là 3.000 thì nhân lên một tháng sẽ rất là bất tiện cho sinh viên chúng em ạ. Càng rút tiền nhiều lần, càng bị mất nhiều phí. Việc trả phí để được sử dụng dịch vụ là đương nhiên khi thực hiện các giao dịch thương mại, kinh tế trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, quy luật của thị trường, tiền nào của ấy, khi triển khai thu phí giao dịch ATM, liệu quyền lợi của các chủ thẻ có được đảm bảo? Những vấn đề băn khoăn như bảo mật thông tin, an ninh tại các điểm rút tiền, hoặc hạn mức mỗi lần rút sẽ phải được tính toán lợi ích song phẳng và phải được coi là nghĩa vụ của ngân hàng. Cần phải có những cái chế tài quy định vấn đề tranh chấp xử lý những cái lợi ích mà và những chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung ứng cho người dân, để người dân có được cái quyền về mặt gọi là khiếu nại hoặc đòi hỏi một chất lượng cao hơn, mang tính chất có pháp lý bảo hộ cao hơn, thay vì là lời hứa hoặc là thay vì những mang chất khuyến cáo như hiện nay. Muốn thu tiền giao dịch ATM thì ngân hàng phải xây dựng dịch vụ tốt, khi đó người sử dụng sẽ chủ động lựa chọn ngân hàng. Cả nước hiện có hơn 40 triệu thẻ ATM, với mức phí duy trì trong tài khoản hiện nay là 50.000 đồng cộng với lượng tiền nằm trong tài khoản khách hàng, có thể coi đây là nguồn vốn để ngân hàng quay vòng sử dụng. Căn cứ vào cái chiến lược kinh doanh của từng ngân hàng, căn cứ vào chất lượng hoạt động dịch vụ và cái chi phí, mỗi ngân hàng phải tự xây dựng cho mình những cái đề xuất như là theo cái khối lượng tiền rút. Rồi thì những cái đối tượng mà người ta khó khăn quá hoặc là nó ở một cái thu nhập rất thấp. Mà theo tôi là các ngân hàng thương mại phải có những cái vận dụng, phải có những cái sáng tạo, phải có những cái chiến lược riêng của mình để vừa phục vụ được cái chung, vừa được phục vụ được cái của mình, và đồng thời chúng ta cũng giải quyết được vấn đề trước mắt nhưng đồng thời giải quyết được vấn đề lâu dài. Để giữ chân khách hàng, đã có một số ngân hàng lên kế hoạch không thu phí giao dịch kể từ ngày 1 tháng 3, và sau đó nếu tài khoản của chủ thẻ luôn ở mức 500.000 đồng thì mọi giao dịch sẽ không phải chịu phí. Ở một khía cạnh nào đó, đây cũng được coi là cách xây dựng tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng. Mặc dù là các ngân hàng đã lên kế hoạch để giữ chân khách hàng của mình sau ngày 1 tháng 3, nhưng với người lao động được nhận lương qua tài khoản thì họ không thể lựa chọn ngân hàng. Trong khi đó, họ chính là những người phải chịu nhiều phiền hà nhất do chất lượng dịch vụ ATM không đảm bảo. Và những ngày giáp Tết tới đây, khi nhu cầu rút tiền gia tăng thì sẽ là phép thử hữu hiệu nhất cho nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của các ngân hàng.